Chào anh em. Ở video lần trước mình đã hướng dẫn anh em cách để thay bánh cao su cho xe basic. Ở video lần trước thì mình hướng dẫn cách tách gầm nhựa của xe basic ra khỏi body của nó. Và đối với gầm nhựa thì chúng ta khoan vào dễ hơn, các thao tác xử lý nó đơn giản hơn. Nhưng mà ở video lần này mình sẽ hướng dẫn phần nâng cao hơn, đấy là chúng ta khoan vào xử lý đối với xe premium, xe dòng cao cấp, tức là nó là có body bằng thép và gầm cũng bằng kim loại. Anh em xem ở đây, gầm kim loại. Thì vì sao chúng ta lại phải khoan vào một chiếc xe gầm kim loại? Đó là bởi vì đôi khi chúng ta có một chiếc xe mà chúng ta chỉ cần lấy cặp bánh của nó thôi. Chẳng hạn như chiếc xe này. Đây là chiếc xe pop culture, xe kiểu xe hoạt hình. Thì anh em chơi xe ở Việt Nam thường là không thích những xe hoạt hình. Nhưng mà anh em lại thấy, và những xe này anh em có thể mua được với giá nhiều khi rất là rẻ. Nhưng mà anh em lại thấy cặp bánh của nó rất là đẹp. Chẳng hạn như trong trường hợp này là xe bánh này là bánh kiểu bánh 10 chấu, có chrome trắng, bạc, viền đỏ, và có thể lắp được cho các loại xe siêu xe, lắp được cho nhiều kiểu xe khác nhau. Thì anh em khoan gầm để lấy bánh. Tuy nhiên đối với cặp sắt thì nếu anh em xử lý không đúng phương pháp thì khi lôi ra có thể bị hỏng bánh hoặc là bị cong trục bánh. Thì bây giờ trong video lần này mình đã hướng dẫn anh em cách làm sao để lấy được bánh ra mà vẫn giữ được tình trạng hoàn hảo như lúc ban đầu, không làm cong trục bánh, không làm tổn thương đến chi tiết nào của trục bánh. Đầu tiên, khi anh em khoan một chiếc xe ra thì anh em phải xác định từ đầu là anh em khoan ra để lấy bánh hay là khoan ra để lấy gầm. Trong video lần này thì chúng ta xác định ngay từ đầu là khoan ra để lấy bánh, nên chúng ta sẽ không cần quan tâm đến gầm. Bắt tay vào làm việc. Như ở mẫu xe này thì nó chỉ có một đinh 8 TV ở đây, nên chúng ta chỉ cần khoan một mũi. Chỗ này gài đây rồi, không cần khoan nữa. Về kỹ thuật khoan thì nó cũng y chang như video lần trước mình đã hướng dẫn, không khác gì. Vẫn là dùng mũi khoan 3.5 và chúng ta khoan vừa tầm thôi, đến khi vòng khóa nó rơi ra đây vòng khóa là được, rất là nhanh. Đó. Ở đây mới đến cái phần khó nhất của video lần này, đấy là làm sao lấy được bánh ra mà không bị cong trục bánh. Cái khó ở đây là cái ngàm của xe premium là ngàm thép,
và cái thép này rất là tốt. Thì bây giờ chúng ta cắt ngàm, bởi vì chúng ta lấy khoan cái xe này ra để lấy bánh chứ không phải lấy gầm, nên chúng ta không cần quan tâm đến ngàm nữa. Chúng ta cắt làm sao để nó mở được cái ngàm đủ lớn, đủ rộng để lôi được bánh ra. Ở đây mình lưu ý anh em rằng là anh em khi thò mũi khoan vào cắt ngàm này thì tưởng tượng vật thể anh em muốn cắt ở đây, thì anh em không, bình thường mình tư duy là mình bóc kìm nó đứt, nhưng mà như thế sẽ gãy mũi kìm, gãy. Anh em phải tưởng tượng vật thể cắt đây thì anh em phải vừa bấm vừa xoay như này, vừa bấm vừa xoay, chứ anh em không bấm một cái cục là nó rất hay bị gãy mũi kìm. Vừa bấm vừa xoay anh em nhé. Đấy. Đây. Mình sẽ làm mẫu đối với cái ngàm này. Chúng ta vừa bấm vừa xoay. Rồi, nó đứt. Vừa bấm vừa xoay. Đứt. Ở đây vừa bấm vừa xoay. Đứt. Có khi anh em chỉ cần cắt như thế là đã lôi được bánh ra. Nhưng cũng có những trường hợp vì cái kìm của mình không đủ bén, hoặc là có một số lý do cái thép quá tốt hoặc là gì đấy, nó vẫn còn thừa một ít thép ở đây, dẫn đến là anh em chưa lấy được bánh ra. Và anh em sẽ, nếu như anh em cố tình cày nó ra thì nó sẽ bị cong trục bánh. Thì mình có một cái mẹo nhỏ cho anh em, đó là anh em dùng một chút mỡ máy. Mỡ này là dùng trong chi tiết máy cơ khí, anh em bôi vào thì ý nghĩa của việc bôi mỡ máy này vào là gì? Thứ nhất, nó cũng là một loại dung môi hòa tan. Mỡ máy sẽ hòa tan những cái bụi mạt sắt thừa, mà cái bụi này gây ra cái mạt sắt nó giữ cái trục bánh không ra được. Ý nghĩa thứ hai là nó có tác dụng bôi trơn, làm cho cái trục bánh nó có thể ra được khỏi cái ngàm dễ dàng hơn, từ đó tránh được việc làm cong trục bánh. Bởi vì như anh em biết là nếu mà trục bánh bị cong thì chỉnh rất là khó, và kể cả nếu có anh em nào khéo tay chỉnh được nó thẳng thì cũng không thẳng được tuyệt đối. Và khi trục bị cong thì thứ nhất là về thẩm mỹ không đẹp, thứ hai là lúc anh em ủn nó sẽ chạy không mượt mà, nó sẽ bị giật nảy hoặc bị chao, bị liệng, thì không đạt cái yêu cầu mong muốn của anh em, đặc biệt là những anh em cầu kỳ. Rồi, sau khi bôi mỡ máy xong thì anh em lắc qua lắc lại một tí cho nó ngấm đều cái chất mỡ này vào trong trục bánh. Rồi.
Bây giờ mình sẽ thử xem thử đã lấy được bánh ra chưa. Dùng nguyên lý đòn bẩy mình sẽ bẩy ở cái điểm kính giữa này. Đấy, nó ra rất dễ dàng. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn anh em cách lấy bánh cao su ra khỏi gầm sắt của một chiếc xe premium mà không làm cong trục bánh. Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng để lại comment ở dưới phần bình luận. Mình sẽ trả lời ngay khi có thời gian. Chúc các em thành công. Tạm biệt.